Xin chào các bạn đã đến với chương trình bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã từng đọc đâu đó một câu nói của Thomas Carlyle đã từng nói rằng nếu cho rằng các nhà lãnh đạo khi xuất hiện không mang những phẩm chất phi thường, tức là ngụ ý rằng mọi người trên thế giới này đều sinh ra với năng lực và tài nghệ như nhau. Câu nói này chính là một dẫn chứng cụ thể cho những vấn đề được thảo luận trong podcast lần này về các quan điểm lãnh đạo và các yếu tố để trở thành một lãnh đạo thành công. Một công ty không có những người lãnh đạo hiệu quả sẽ giống như một con tàu ra khơi mà không có thuyền trưởng điều hướng thủy thủ đoàn vượt qua những vùng biển đầy sóng gió, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản, nơi mà thường xuyên có những thay đổi mang tính ảnh hưởng và những khó khăn qua từng thời kỳ. Vậy, với các nhà môi giới hay bất kỳ anh chị em chuẩn bị bước vào nghề, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những gì để có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và bước đi trên con đường vững chắc để trở thành những lãnh đạo tài năng trong tương lai? Câu trả lời sẽ có ngay trong podcast số 33 với chủ đề Làm thế nào để trở thành một lãnh đạo giỏi trong nghề môi giới bất động sản? Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé! Vâng, đến với tham dự chương trình ngày hôm nay, thay mặt cho ekip chương trình xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Ngọc Thương, Giám đốc khu vực Duyên Hải và chị Lê Thùy Dương, trưởng phòng đối tác nhân sự của bất động sản.com.vn. Xin cảm ơn hai chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Xuân Võ, chào chị Thùy Dương và các thính giả của bản tin 30 ngày chuyển động của bất động sản ạ. Xin chào Xuân Võ, xin chào chị Thương và chào tất cả các quý vị đang xem chương trình podcast ngày hôm nay. Hai chị thân mến, ở phần đầu chương trình, tôi có trích dẫn một câu nói tâm đắc về vai trò của người lãnh đạo. Vậy, đối với chị Dương và chị Thương, hai chị có câu nói nào hoặc những đúc kết nào mà bản thân thấy tâm đắc nhất về vai trò của người lãnh đạo không? Xuân xin mời chị Thương cho ý kiến trước ạ. Dạ vâng ạ, tôi rất tâm đắc với một câu nói của diễn giả và bậc thầy về lãnh đạo của Mỹ là John C. Maxwell. Câu đó là như thế này ạ. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Câu đó có ngụ ý rằng một nhà lãnh đạo là một người hiểu biết đường đi, đi cái con đường đó và dẫn đường cho đội ngũ của mình. Thì phương châm này khá là tương đồng với cái cách làm việc mà tôi vẫn luôn áp dụng trong suốt cái quá trình làm việc của mình cùng các thành viên trong những cái đơn vị mà đội nhóm mà tôi có cơ hội quản lý và dẫn dắt. Chỉ đảo đi một chút thứ tự như thế này thôi ạ. Sau khi biết đường thì tôi sẽ ưu tiên chia sẻ cho đồng đội thấy rõ con đường đó và sau đó mới cùng đi với đồng đội của mình. Có lẽ là vì tôi luôn luôn muốn có đồng đội đi cùng trên tất cả những hành trình công việc của mình ạ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn ý kiến của chị Thương. Còn chị Dương, chị có cảm nhận như thế nào ạ? Cảm ơn bạn. Thực ra thì nếu mà nói đến hai từ lãnh đạo thì mỗi một người sẽ có những quan điểm và sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Đối với Dương thì quan điểm của Dương về vai trò của một người lãnh đạo thì lãnh đạo là một người có cái khả năng mà gặt hái được những điều phi thường từ những người bình thường. Thì đó có lẽ là đấy là một cái câu nói mà truyền cảm hứng nhất đối với Dương. Chị Dương và chị Thương thân mến, có thể nói hai chị đã đảm nhận vị trí một người đứng đầu của đội ngũ trong rất nhiều năm qua. Vậy, hai chị có thể giúp em đưa ra một định nghĩa dễ hiểu về nhà lãnh đạo và vai trò của họ trong đội ngũ được không ạ? Ý này em xin mời ý kiến của chị Dương trước ạ. Cái câu hỏi rất là hay. Thực ra thì cũng như là lúc nãy mình vừa nói, mình vừa chia sẻ thì mỗi người thì sẽ có những cái quan điểm hoặc là cũng có những cái định nghĩa khác nhau về vai trò cũng như là cái câu chuyện về lãnh đạo. Đối với mình ý, thì mình vẫn hay ví von là một nhà lãnh đạo giỏi thì giống như một đạo diễn chứ không phải là một diễn viên giỏi. Nếu như các bạn có thể để ý một chút xíu thì hai cái vị trí này nó khá là tương đồng với nhau. Một nhà lãnh đạo giỏi tức là họ sẽ luôn nhìn thấy được những điểm mạnh, những tài năng trong những con người rất là bình thường và họ có thể kết hợp được những cái điểm mạnh của những con người đó để giúp cho họ luôn có thể được tỏa sáng. Vậy thì để làm sao để chúng ta một nhà lãnh đạo có thể làm được điều đó thì chỉ có một cách duy nhất thôi ạ, là chúng ta phải lùi lại. Đôi khi Dương hay nói với cả các bạn trong các cái chương trình đào tạo về lãnh đạo tiềm năng ấy, là các bạn phải sẵn sàng lùi lại hậu trường và các bạn dùng khả năng quan sát của mình
để mình đứng đằng sau, mình xem nhân viên của mình hỗ trợ cho họ và giúp cho họ thành công, thì thế mới trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ. Dạ vâng ạ, mình sẽ lùi lại để hỗ trợ cho đội ngũ của mình được tiến lên, đúng không ạ? Đúng không ạ. Vâng, thế còn chị Thương, chị có quan điểm gì về cái câu hỏi này ạ? Dạ vâng ạ, tôi thì tôi cũng rất là đồng tình với chị Dương. Đúng là sẽ có rất là nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về lãnh đạo cũng như là vai trò của người lãnh đạo trong các đội ngũ của mình. Thì đối với tôi, một cách rất là đơn giản thì có thể coi người lãnh đạo chính là cái người mà xác định được cái tầm nhìn và mục tiêu của đội ngũ của mình. Từ đó thì sẽ dẫn dắt này, định hướng này và sẽ thúc đẩy cho đội ngũ của mình, đảm bảo làm sao cho cái đội ngũ của mình sẽ luôn luôn đi đúng cái hướng của mình muốn và có thể đưa được đến cùng, đạt được cái mục tiêu, cái tầm nhìn mà mình đã đặt ra. Thì vai trò của nhà lãnh đạo và có một cái khái niệm nữa là nhà quản lý đấy ạ. Thì vai trò của nhà lãnh đạo và nhà quản lý thì đều rất là quan trọng và có nhiều cái điểm tương đồng và cũng có những cái điểm khác biệt nữa. Trong khi các nhà quản lý thì sẽ thiên về việc điều hành này, sẽ đảm bảo làm sao có thể hoàn thành được công việc theo định hướng chung của đội ngũ, thì cái nhà lãnh đạo lại chính là cái người mà đưa ra cái định hướng và thúc đẩy cho mọi người hiểu, rồi hiểu rồi tin tưởng vào cái định hướng đấy, hiểu và tin tưởng vào tầm nhìn của cái đội ngũ của mình và từ đó sẽ cùng đội ngũ của mình đạt được cái mục tiêu chung. Nếu một đội ngũ và tổ chức thì được ví như một con tàu, thì cái người lãnh đạo chính là thuyền trưởng của con tàu, vừa lèo lái vừa động viên tất cả thành viên vượt qua được biển cả trong mọi điều kiện thời tiết thuận lợi hay là khó khăn nhất. Mục tiêu cuối cùng là để đưa con tàu cập bến an toàn. Thì tôi thấy là cái hình ảnh này cũng đã được chị Xuân nhắc đến ngay từ đầu rồi, và tôi cũng rất là tâm đắc với cái hình ảnh này đấy ạ. Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai chị. Qua chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những kinh nghiệm quản lý dày dặn cũng như những góc nhìn sâu sắc của hai chị về vai trò của quản lý. Vậy, trong quá trình dẫn dắt đội nhóm của mình, theo hai chị thì yếu tố nào sẽ là giúp nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt đội ngũ đi đến thành công? Phần này em xin được mời chị Thương cho ý kiến trước ạ. Theo tôi thì với mỗi một cái tổ chức và đội ngũ khác nhau thì lại cần những cái yếu tố rất là khác nhau để cho nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt đội ngũ của mình đi đến thành công. Còn nếu mà đưa ra những cái yếu tố chung nhất thì tôi nghĩ là để mà đúng với hầu hết mọi cái tổ chức và đội ngũ thì theo tôi là có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tầm nhìn, yếu tố thứ hai là yếu tố con người, và yếu tố thứ ba tôi muốn nhắc đến là cái bản sắc văn hóa chung của cái tổ chức đó. Trong đó thì nếu mà nói về tầm nhìn ấy, thì nếu như nhà lãnh đạo đặt ra được cái tầm nhìn đúng đắn thì sẽ giúp tất cả các thành viên của mình ở trong đội ngũ của mình có thể cùng chia sẻ cái lý tưởng chung, và từ đó sẽ giúp định hướng cho tổ chức của mình luôn luôn đi đúng hướng. Thì cái tầm nhìn thực sự là có vai trò rất là quan trọng. Giống như là nếu như chúng ta đi trên biển ấy, thì với cái ví dụ là con thuyền và thuyền trưởng vừa rồi ấy, thì tầm nhìn sẽ có vai trò như một cái la bàn giúp cho cái người thuyền trưởng có thể xác định được phương hướng của mình giữa mênh mông biển cả ấy. Đó, thì đấy là về tầm nhìn. Thứ hai là về con người. Thì con người là một cái nguồn lực vô cùng cần thiết và quan trọng nhất của bất cứ một cái tổ chức nào. Một tổ chức mà có những cái con người nhiệt huyết này, có đầy đủ kỹ năng này, có đầy đủ kiến thức này, và đặc biệt nhất là phải luôn đồng lòng với những cái mục tiêu và lý tưởng chung, thì chắc chắn đó chính là cái lực đẩy đặc biệt giúp cho nhà lãnh đạo có thể thành công trong cái quá trình mà dẫn dắt đội nhóm của mình. Và đối với trường hợp của tôi chẳng hạn, trong suốt quá trình mà tôi tìm kiếm những cái thành viên ở trong đội nhóm của mình, thì ưu tiên của tôi về con người ạ, thì là sẽ là tìm những người không phải là người xuất sắc nhất nhưng mà sẽ là những người phù hợp nhất để cho đội ngũ của mình có thể phát triển được. Yếu tố thứ ba là cái câu chuyện về văn hóa. Thì bản sắc văn hóa là gì? Có thể tức là theo định nghĩa của tôi nhé, văn hóa nó sẽ là cách mà mọi thành viên trong tổ chức gọi tên cái tính cách của bản thân mình ra, gọi tên cái tính cách của cái tổ chức của mình. Và từ đó là có thể tạo dựng được những cái cách mà chúng ta hành xử với nhau, hay là cái cách mà chúng ta hành xử với cái thế giới bên ngoài. Nếu như một nhà lãnh đạo ấy mà tạo dựng được bản sắc văn hóa của tổ chức thì cái việc đó là rất là quan trọng. Quan trọng ở cái chỗ là nó sẽ giúp mà có thể tạo ra được niềm tin này, có thể thu hút được giữ chân được nhân tài này, có thể tạo ra được cái sự gắn kết giữa các thành viên trong cái quá trình mà cùng nhau đi tới cái mục tiêu và cái tầm nhìn phía trước. Đối với tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện là ở PGVN ạ, chúng tôi ví công ty giống như một ngôi nhà được xây dựng bởi nền móng của một cái sự tin tưởng. Nơi đó thì chúng tôi có thể có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng này, có cơ hội không ngừng học hỏi và hợp tác sáng tạo. Đó thì đấy là câu chuyện về bản sắc văn hóa. Đó thì tóm lại là có 3 yếu tố mà tôi thấy có thể đúng với hầu hết các tổ chức đại, là tầm nhìn, con người và bản sắc văn hóa chung của tổ chức đó.
Dạ vâng, em xin cảm ơn cái ý kiến rất là hay và rất là bổ ích của chị Thương. Thế thì chị Dương có ý kiến gì ngoài ba yếu tố mà chị Thương cho là quan trọng nhất của người lãnh đạo ạ? Cảm ơn Sơn rất nhiều. Trước tiên là cảm ơn chị Thương. Bởi vì là thực ra chị Thương đưa ra ba cái yếu tố nó quá là chuẩn rồi. Nên là bản thân Dương nghĩ rằng là tôi sẽ chỉ có thể là bổ sung thêm để làm rõ một trong số những cái yếu tố đó. Bên cạnh hai yếu tố còn lại là chị Thương đã đưa ra là rất là đầy đủ và hầu hết là những cái người lãnh đạo thì cần nên có những cái yếu tố đó để họ có thể thành công trên con đường của mình. Đối với yếu tố về con người thì Dương muốn đi sâu hơn một chút xíu. Dương cũng có ba yếu tố. Ba cái yếu tố mà Dương muốn chia sẻ ở đây khá là liên quan mật thiết đến câu chuyện liên quan đến con người. Đầu tiên là một là về niềm tin, hai là sự tôn trọng, ba là trở thành một cái lãnh đạo bản lĩnh. Lý do vì sao mà trong tất cả rất nhiều yếu tố khác nhau mà Dương lại lựa chọn ba cái yếu tố này là bởi vì rằng là câu chuyện đầu tiên ấy, khi mà Dương biết về Dương bắt đầu trở thành một cái người lãnh đạo thì có một người sếp đã dặn tặng cho mình một quyển sách. Nếu như mình nói đến cái tên của quyển sách này chắc chắn là tất cả các bạn đọc ở đây có lẽ là cũng đều biết về nó. Đó là quyển sách gọi là Tốc độ về niềm tin của Stephen Covey. Thì cái quyển sách này thực sự nó mang lại cho Dương rất là nhiều cái rất là nhiều cái góc mở để Dương nhìn thấy rằng là hóa ra là từ trước giờ khi mình nói đến câu chuyện về niềm tin thì mình thường nghĩ rằng là nó là một cái thứ gì đó nó mang tính hơi mang tính gọi là cảm xúc một chút xíu. Thế nhưng khi đọc quyển sách này xong thì mình thấy rằng là câu chuyện niềm tin nó không hẳn chỉ là câu chuyện về cảm xúc, mà nó có rất nhiều điều mà chúng ta có thể biến từ cái cảm xúc đấy thành những cái sự đánh giá để làm sao mình thực sự là đối với một cái người lãnh đạo. Thì khi người ta trao một cái niềm tin cho ai đó hoặc người ta muốn xây dựng niềm tin đối với một nhóm nguồn lực nào đó thì họ có thể dựa vào cuốn sách này để họ có thể xây dựng được chính cái niềm tin cho bản thân mình. Điểm thứ hai đó là sự tôn trọng. Sự tôn trọng ở đây Dương muốn nhấn mạnh đến một điều rằng là khi chúng ta đứng ở vai trò người làm quản lý hoặc là người làm lãnh đạo, chúng ta thường hay có một chút nào đó, đôi khi mình cảm thấy rằng là trong những lúc gọi là căng thẳng quá trong công việc, chúng ta đâu đó hoặc là bức xúc về một cái điểm gì đó khi mà nhân viên mình làm chưa tốt, thì mình hay có xu hướng theo cái cách là gì ạ? La mắng nhân viên. Cái này thì Dương đã từng khi còn làm, nếu như các bạn đã đi lên vai trò lãnh đạo hay vai trò quản lý, từ câu chuyện từ những người nhân viên thì Dương nghĩ rằng là các bạn đâu đó cũng đã có những cái trải nghiệm hoặc đã từng biết điều này. Thế thì cái câu chuyện là nếu như chúng ta thực sự không kiềm chế được cảm xúc và không quản lý được cái cảm xúc của mình, không lắng nghe được mình hay lắng nghe được chính các bạn nhân viên của mình, thì thực sự lúc đó cái người lãnh đạo đó họ đã đang dần dần làm mất đi cái vai trò cũng như là xóa đi cái niềm tin của mình ở cái người nhân viên. Cái điểm thứ ba mà Dương muốn chia sẻ ở đây đó là đã là người lãnh đạo phải có bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây là gì ạ? Là phải người dám chấp nhận rủi ro, dám trao quyền cho nhân viên, đúng không ạ? Cho họ có cơ hội được sai, cho họ và không bao giờ chỉ trích họ. Chúng ta phải dám chịu trách nhiệm. Tức là gì ạ? Khi nhân viên mình làm sai thì mình dám nhận cái trách nhiệm đó hay không? Nếu mà nói câu chuyện này thì thường các bạn sẽ nói là cái này rất là bình thường mà, đã làm lãnh đạo thì đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm chứ. Nhưng trên thực tế khi Dương được làm với một số các cái nhóm lãnh đạo thì Dương thường hay gặp cái câu mà khi nói về nhân viên của mình, họ hay nói này: nhân viên của tôi làm việc tệ lắm, nhân viên của tôi còn kém nhiều lắm, nhân viên tôi không làm được những việc này đâu. Thế thì họ lại không bao giờ nghĩ đến câu chuyện rằng là cấp trên của họ, những người lãnh đạo cao cấp hơn, họ sẽ nghĩ gì, đúng không ạ? Khi người lãnh đạo của mình nói về nhân viên của mình như vậy, các bạn có hình dung không ạ? Tức là gì ạ? Tức là ở đây chúng ta đang chưa thực sự là đã tận dụng tối đa cái nguồn lực, và chúng ta cũng đang chưa có một cái kế hoạch hỗ trợ nhân viên của mình, nên chúng ta luôn luôn bị rơi vào cái hiện trạng là gì ạ? Mình đổ lỗi cho nhân viên, và đấy sẽ là một trong những điểm trừ của những người, những yếu tố mà khiến cho người lãnh đạo thành công được. Thì Dương muốn đưa ra bổ sung thêm ba cái yếu tố nó có thể mang tính
human hơn một chút xíu, bổ sung thêm trong ba yếu tố mà chị Phương đã chia sẻ, và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có nhiều hơn ba yếu tố để chúng ta có thể trở thành một lãnh đạo thành công. Những chia sẻ vừa rồi của chị Dương và chị Thương chắc hẳn không chỉ giúp áp dụng cho ngành bất động sản mà cho bất cứ ngành nghề nào. Tuy nhiên, với việc ngành bất động sản là một ngành có nhiều biến động và đặc thù riêng, thì liệu cái yếu tố giúp nhà lãnh đạo thành công mà chúng ta chia sẻ ở trên có gì cần điều chỉnh hay bổ sung thêm không? Em xin mời ý kiến từ chị Thương ạ. Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Xuân. Rõ ràng là ngành bất động sản là một ngành có rất là nhiều biến động. Ngoài ra thì đây cũng là một ngành mà có mức độ cạnh tranh rất là lớn, cũng như là cái mức độ đào thải nhân sự thực sự là rất là mạnh mẽ. Như là chúng ta cũng đã từng chứng kiến vừa rồi đấy ạ, vào những giai đoạn mà thị trường nóng sốt này, rồi vào giai đoạn bùng nổ, rồi là có sóng đất ở khắp mọi nơi chẳng hạn, thì bất động sản thu hút được một cái lượng nhân sự rất là lớn gia nhập vào ngành từ rất là nhiều ngành nghề độ tuổi khác nhau, bởi vì cái mức thu nhập rất lớn từ hoa hồng mang lại nó thực sự rất là hấp dẫn luôn ấy. Nhưng mà vào những giai đoạn thị trường trầm lắng thì ngoài cái làn sóng cắt giảm nhân sự hay là thu hẹp quy mô của một loạt những cái sàn và doanh nghiệp trên thị trường bất động sản ấy, thì bản thân các cái nhân sự trong ngành bất động sản cũng có một lượng lớn những nhân sự như vậy, họ sẵn sàng rời bỏ đi để họ chuyển sang một cái mảng khác mà theo họ là có thể sẽ có tiềm năng cao hơn, có thể có thu nhập cao hơn đấy. Thì ngoài cái câu chuyện mà giữ chân nhân sự chất lượng ấy, thì vốn là cái vấn đề rất là đau đầu với mọi ngành nghề rồi, thì ở lĩnh vực bất động sản thì cái vấn đề giữ chân nhân sự, đặc biệt là nhân sự chất lượng, thì ngày càng thách thức hơn. Khi bản thân nhân sự ở trong ngành này họ có thể, đặc điểm của họ là có thể họ làm việc rất là độc lập luôn, họ có thể làm việc rất là chủ động, và họ cũng hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mà cái đơn vị mới đấy, miễn làm sao có thể hứa hẹn mang lại cái lợi ích tốt hơn cho họ về thu nhập này, hoặc là về vị trí thăng tiến trong công việc, hoặc là có những cái môi trường mà đối với họ thì làm việc lý tưởng hơn chẳng hạn như thế. Do đó đấy, thì để thành công được trong cái lĩnh vực bất động sản, trong những cái, ngoài những cái yếu tố về tầm nhìn, về con người, về văn hóa như tôi đã nhắc đến như ở trên ạ, thì theo tôi nhà lãnh đạo thì sẽ cần đặc biệt chú trọng vào cái vấn đề là giữ chân và phát triển nhân sự, cụ thể là những cái nhân sự rất là chất lượng. Chẳng hạn như là tôi có thể lấy ví dụ như là một nhà lãnh đạo ấy, họ rất là thấu hiểu về nghề bất động sản này, họ có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường này, hoặc là dự đoán được xu hướng của thị trường, họ có những cái kiến thức kinh nghiệm và họ có thể truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình một cách thường xuyên, dù rằng là giai đoạn thị trường rất là tốt hay là giai đoạn thị trường nó có cái mức giảm xuống và hơi trầm lắng chẳng hạn, thì thực sự đó chính là một cái niềm tin mạnh mẽ, có thể giúp, có cái vai trò như một cái chất keo dính rất là tốt để giữ cho những cái nhân sự chất lượng ở lại với cái người lãnh đạo đó. Hay là có những cái dẫn chứng mà chúng ta có thể dễ thấy về lợi ích, làm sao cho những cái người, những cái thành viên trong tổ chức của mình khi nhìn thấy có thể thấy được dễ dàng chẳng hạn, nếu mà người lãnh đạo có thể đưa ra được điều đó. Chẳng hạn như nếu như tôi là thành viên trong đội ngũ của anh thì tôi sẽ liên tục được đào tạo để có thể phát triển kỹ năng, từ những cái kỹ năng rất là cơ bản đến kỹ năng nâng cao. Tôi sẽ liên tục được hỗ trợ làm sao cho tôi từ cái người mà chưa có kiến thức kỹ năng gì, chưa biết bán hàng là gì chẳng hạn, lại có thể bán được thật nhiều hàng. Từ đó là tôi có thu nhập tốt và tôi có thể trưởng thành với vai trò là một người làm nghề bất động sản chuyên nghiệp. Tôi muốn nói đến cái yếu tố là chuyên nghiệp ấy ạ. Đó. Và xa hơn nữa thì người lãnh đạo có thể giúp bản thân các thành viên trong cái tổ chức của mình, khi mà càng gắn bó với tổ chức thì sẽ càng cảm thấy là rất được tôn trọng, rất được ghi nhận, có thể cảm thấy luôn luôn tự hào về cái nghề nghiệp bất động sản của mình, có thể tự hào về thương hiệu công ty của mình, hoặc là có thể tự hào về những cái giá trị mà họ cảm thấy tin tưởng là mang lại được cho xã hội chẳng hạn là như thế. Thì tất cả những cái yếu tố như vậy, những cái lợi ích như vậy có thể nhìn thấy được, nó cứ dần 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 giống như những cái sợi dây, những cái lạt mềm ấy, người ta gọi là lạt mềm buộc chặt đấy ạ. Nó giống như những cái sợi lạt mềm cứ buộc mỗi ngày mỗi chặt hơn, giúp cho các thành viên thì làm sao đó ngày càng gắn bó với công ty của mình hơn, với đội ngũ của mình hơn, và họ càng mong muốn được cùng đồng hành để đưa công ty phát triển theo cái định hướng của cái người lãnh đạo đã đưa ra. Thì đây là một số những cái tôi cảm nhận được khi tôi nhìn thấy một số những cái mô hình công ty bất động sản rất là thành công. Và bản thân tôi cũng đã trải qua những giai đoạn như thế khi tôi là thành viên của những đội nhóm có những cái người lãnh đạo tuyệt vời như vậy. Và bây giờ tôi cũng rất là mong muốn có thể chia sẻ những cái điều đó tới những cái đội, những thành viên trong đội ngũ của mình. Dạ vâng ạ, một cái yếu tố khá là hay trong lĩnh vực bất động sản đó là yếu tố về giữ nhân sự. Hiện tại thị trường bất động sản có dù có khó khăn như thế nào thì ngoài cái tầm nhìn của người lãnh đạo ra thì cũng sẽ giúp nhân sự hiểu rõ hơn và có niềm tin vào tổ chức hơn, đúng không ạ?
Thế còn chị Dương ạ, chị có ý kiến gì cho cái phần này không ạ? Cảm ơn Sơn. Thực ra thì Dương rất là đồng ý với cái quan điểm của chị Thương. Bởi vì rằng là trong tất cả, trong trong mọi hoàn cảnh và trong mọi các cái tình huống xảy ra, thì cái việc mà giữ chân được nhân tài là một trong những cái vai trò sống còn để giúp cho tổ chức có thể, thứ nhất là có thể là vượt qua được những cái giai đoạn sóng gió, thứ hai là có thể là phát triển bền vững, đúng không ạ? Thế thì tụi Dương thì thường hay về ngành nhân sự ấy, thì tụi Dương thường hay nói với nhau rằng là sẽ nên bổ sung cho những người lãnh đạo những cái năng lực, ví dụ như tụi Dương có một cái năng lực mình hay gọi là situational leadership, tức là lãnh đạo trên một cái tình huống nó rõ ràng ấy. Tức là ở đây là gì ạ? Chúng ta đều biết với nhau rằng là việc giữ chân nhân tài là vô cùng quan trọng. Vậy thì giữ như thế nào, đúng không ạ? Giữ ai, giữ như thế nào là một cái câu hỏi mà Dương nghĩ rằng là hầu hết tất cả các người làm lãnh đạo thì đều luôn luôn sẽ gặp phải những cái câu hỏi này, và luôn luôn cũng phải suy nghĩ, cũng phải đắn đo để làm sao để biết được. Thế thì hôm nay Dương cũng chia sẻ một cái tip rất là nho nhỏ và hy vọng rằng là có thể support được tất cả các anh chị đang làm lãnh đạo. Thứ nhất là chúng ta hãy có thể vẽ được một cái mô đồ để có hai cái trục, một cái trục là năng lực và một cái trục thứ hai gọi là cam kết. Thế thì hai cái trục này nó sẽ hỗ trợ các anh chị gì ạ? Các anh chị hãy chia lại cái nhóm nhân sự mà mình đang nắm giữ trong tay ạ, xem rằng là các bạn ấy đã nằm ở đâu trong bốn ô của cái trục đó, để chúng ta sẽ có những cái chiến lược để giữ chân nhân tài khác nhau. Rồi nói ví dụ, đối với những nhân sự mà họ là những nhân sự mới, tức là những nhân sự mà cái năng lực của họ có thể là chưa được tốt lắm, bởi vì họ mới, đúng không ạ? Và nhưng mà cái thứ hai là cái cam kết của họ thì lại rất là cao. Thế thì đối với nhóm này thì chúng ta sẽ phải làm gì, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần phải thứ nhất là phải hỗ trợ họ, đúng không ạ? Coaching, đào tạo cho họ. Thế còn đối với những nhóm nhân sự mà có cam kết cao, có năng lực tốt, thế thì chắc chắn là đây là cái nhóm mà gọi là ngôi sao rồi, đúng không ạ? Bởi vì ai trong chúng ta cũng sẽ rất là muốn là tìm ra được cái nhóm này và giữ chân cái nhóm này. Thì đương nhiên với những cái nhóm này, các anh chị cần phải có những cái chế độ chính sách hợp lý, phù hợp để hỗ trợ, để duy trì cái nhóm nhân sự này, cũng như là chúng ta phải trao quyền cho họ để họ có cơ hội, họ được làm các cái vai trò khác nhau để họ có thể trưởng thành hơn, và họ có thể là nhận thấy rằng là đây là một cái tổ chức thực sự hỗ trợ cho chúng tôi và chúng tôi có cái cơ hội phát triển ở đây. Thế còn sẽ còn những cái nhóm còn lại, ví dụ như là những cái nhóm mà năng lực của họ còn thấp, hoặc là năng suất của họ cũng, cái cam kết của họ cũng thấp. Thế thì với những nhóm này chúng ta phải định vị được nhân sự của họ để làm gì ạ? Thứ nhất là chúng ta đầu tiên là phải hỗ trợ, đào tạo, đúng không ạ? Hướng dẫn cho họ. Nếu như trong trường hợp mà họ thực sự không thể đi theo được cùng với đội ngũ của mình, thì chúng ta cũng cần phải có những cái phương án dự phòng nhân sự có thể. Bởi vì rõ ràng trong những hoàn cảnh như cái giai đoạn hiện nay của ngành bất động sản, thì việc mà chúng ta nhận diện được nhân sự và giữ chân được nhân tài là một điều vô cùng quan trọng. Hy vọng rằng là với cái công cụ vừa rồi Dương chia sẻ, đâu đó sẽ hỗ trợ các anh chị một phần để nhận diện ra được chính cái talent của mình, và mình có thể giữ được cái talent của mình. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ hết sức tâm huyết đến từ chị Dương và chị Thương. Quý vị thân mến, ở những phần đầu của chương trình, Xuân và hai chị đã khai thác và đưa ra những khái niệm cũng như những yếu tố để xác định đâu là một nhà lãnh đạo giỏi trong lĩnh vực bất động sản, với mong muốn giúp quý vị và các bạn hiểu thêm những cách thức, bí quyết để trở thành một lãnh đạo giỏi. Ở phần tiếp theo của chương trình, Xuân sẽ tiếp tục đưa ra những câu hỏi để hai chị có thể làm rõ hơn vấn đề này. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi nhé. Quý vị thân mến, với các nội dung đã chia sẻ phía trên, có thể thấy rằng có rất nhiều yếu tố giúp nhà lãnh đạo trở nên thành công. Nhưng rõ ràng, để có được yếu tố đó thì bản thân nhà lãnh đạo sẽ cần rèn luyện khá là nhiều kỹ năng. Vậy, nếu để nhận định về một số kỹ năng được cho là ưu tiên hàng đầu, hai chị sẽ ưu tiên cho kỹ năng nào? Em mời ý kiến từ chị Thương ạ. Vâng, đúng là sẽ cần rất là nhiều kỹ năng cần thiết để mà góp phần vào sự thành công của một nhà lãnh đạo. Và tôi nghĩ rằng đối với mỗi người khác nhau, một nhà lãnh đạo khác nhau ấy, với những cái môi trường làm việc khác nhau, những cái đội ngũ khác nhau thì sẽ cần những kỹ năng rất là khác nhau. Đối với bản thân tôi, theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì nếu chỉ được chọn một kỹ năng mà theo tôi là quan trọng nhất, thì tôi sẽ chọn cái kỹ năng thu nhận. Thu nhận ở đây tức là gì ạ? Lắng nghe, quan sát, cảm nhận để có thể thấu hiểu được.
thì rõ ràng chúng ta thấy là những cái hành động như là nghe này, nhìn này, và những cái cảm giác chúng ta cảm thấy thì đều là những cái cách rất là khác nhau để cho cái cơ thể của chúng ta có thể thu được các cái tín hiệu từ bên ngoài, đúng không ạ? Thì sâu hơn, lắng nghe, quan sát và cảm nhận thì chính là cái cách mà chúng ta nghe, nhìn và tiếp nhận một cách có chủ đích hơn, ở cấp độ cao hơn và chắc chắn là sẽ có chiều sâu hơn, thì từ đấy mới có thể giúp cho chúng ta nhìn rõ được cái tình huống, nhìn rõ được con người, nhìn rõ được sự việc. Ở đây cụ thể chẳng hạn như là lắng nghe ấy, thì nó khác với nghe. Nghe thì chỉ đơn thuần là khi chúng ta tiếp nhận những âm thanh nó đến tai mình thôi. Đấy thì lắng nghe thì nó là câu chuyện nghe một cách thực sự. Khi nghe chúng ta sẽ đón nhận, chúng ta sẽ phân tích, chúng ta có thể lọc được những cái âm thanh mình đang nghe, sẽ thu được những cái dữ kiện mà có thể giúp cho chúng ta có thể phân tích được cái tình huống của chúng ta, hoặc là phân tích được cái câu chuyện mà chúng ta đang có với cái người đang đối diện chẳng hạn. Thì thực sự ra lắng nghe nó chính là một cách rất là thực sự để chúng ta có thể kết nối và giao tiếp tốt hơn với mọi người xung quanh, cũng như là với mọi người trong cái tổ chức của mình. Thứ hai là quan sát. Thì quan sát nó cũng giống như lắng nghe đấy ạ. Quan sát khác với lại nhìn. Đó, nhìn thì chỉ đơn thuần là cái câu chuyện hình ảnh nó truyền đến mắt mình thôi. Đó, và mình thu nhận thôi. Nhưng mà quan sát thì là cách mà chúng ta nhìn nhận sự việc, hiện tượng một cách là có chi tiết hơn, có thể nhìn nhận một cách chọn lọc hơn, cũng có thể nhìn nhận một cách nhiều chiều hơn. Từ đó mà mình có thể hình thành một cái tầm nhìn rộng, cũng như là bao quát hơn, cũng như là mình có thể nhìn rõ hơn về thực chất của vấn đề. Và cái cuối cùng là tôi muốn nói lên là cái này là câu chuyện về cảm nhận. Thì cảm nhận nó là cái cách chúng ta nghe và chúng ta nhìn bằng trái tim. Có những cái chúng ta không thể chỉ hoàn toàn dựa trên số liệu, đúng không ạ? Thì cảm nhận nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đánh giá được mọi thứ bằng những cái trực giác của mình, bằng những cái giống như là cái linh cảm á, hay là những cái tình cảm của mình, để có thể là nghe được, nhìn được những cái cảm xúc rất là sâu xa ở từ những hình ảnh và âm thanh mình nghe thấy. Thì tóm lại là đối với tôi, cái kỹ năng mà tôi nghĩ là sẽ rất là cần thiết là chúng ta hãy lắng lại một chút, lắng nghe, quan sát và cảm nhận, thay vì là chỉ nhìn, chỉ là nghe thôi, hay là chỉ là có những cảm giác gì đó thôi. Đó. À, dạ vâng ạ. À, em cảm ơn ý kiến chia sẻ của chị Thương. À, thế còn chị Dương ạ, trong cái kinh nghiệm về dẫn dắt nhân sự thì chị có những ý kiến nào khác không chị? Dương thì Dương nghĩ rằng là quay trở lại giống như kiểu vai trò chúng ta nói về vai trò người lãnh đạo, đúng không? Vai trò người lãnh đạo là người dẫn đường. Thì với quan điểm của Dương thì ngoài những cái kỹ năng mà chị Thương vừa chia sẻ, thì thực ra trên thực tế trong mỗi một tổ chức khác nhau thì sẽ có những bộ khung năng lực khác nhau cho từng các cái nhóm lãnh đạo. Vậy thì đối với Dương ấy thì và với cái giai đoạn mà Dương nghiên cứu về lãnh đạo cũng như là nghiên cứu về các cái bộ khung năng lực hỗ trợ cho các cái lãnh đạo ở các cái tổ chức khác nhau, thì Dương nhận thấy rằng là có một cái kỹ năng mà hầu hết các nhà lãnh đạo ở các tổ chức khác nhau họ đều có cái cơ hội được tiếp cận cũng như là học hỏi và áp dụng, đó là cái kỹ năng về huấn luyện. Là lý do vì sao mà kỹ năng huấn luyện nó lại được trở thành một trong những cái nhóm kỹ năng dành cho người lãnh đạo vô cùng quan trọng như vậy. Thì như các bạn cũng biết rằng là khi chúng ta quản lý một đội nhóm, tức là điều đó có nghĩa rằng là chúng ta phải làm sao mà để cho giúp cho cái đội nhóm của chúng ta ngày càng phải phát triển, phát triển cả về năng lực, phát triển cả về tất cả mọi mặt, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện về coaching, tức là gì ạ? Người lãnh đạo luôn luôn sẽ giúp đỡ cái người nhân viên của mình để làm sao họ trưởng thành hơn bằng cách là gì ạ? Đặt những cái câu hỏi để giúp cho họ là gì ạ? Đi tìm được những cái câu trả lời, và từ đó họ có thể là tự qua những cái cách mà người lãnh đạo đặt ra những câu hỏi, thì cái người nhân viên họ sẽ có được cái cơ hội để họ nhìn bao quát và họ nhìn đa chiều hơn về một vấn đề nào đó, và họ có thể tìm ra được những cái cách làm mới, hoặc là những cái cách làm mà trước giờ họ chưa nghĩ đến bởi vì chẳng có ai hỏi họ cả. Thế thì một trong những cái năng lực mà người lãnh đạo hiện đại hiện giờ đang hướng tới đó là cái năng lực về huấn luyện, coaching. Thì, và tôi nghĩ rằng là với cái năng lực này ấy, ngoài cái việc là người lãnh đạo đào tạo hướng dẫn cho từng nhân sự một, thì họ có thể nhân bản được những cái người nhân sự tốt bằng cách rằng là họ có thể sử dụng những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của cái người nhân sự A để chia sẻ
những cái kinh nghiệm kiến thức đó cho nhân sự B, và từ đó họ sẽ giúp cho toàn bộ đội ngũ của họ có thể phát triển và phát triển một cách rất là bền vững. Thì đối với Dương thì Dương nghĩ rằng là mình có thể bổ sung thêm được một cái kỹ năng nữa, đó là kỹ năng về huấn luyện. Cảm ơn Sơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Chắc chắn việc nhận diện được kỹ năng quan trọng nhất chính là điều kiện tiên quyết để tiến tới thành công. Ngoài những kỹ năng trên, Xuân tin rằng bản thân các nhà lãnh đạo cũng sẽ cần rất là nhiều kỹ năng khác nữa. Như vậy, theo chị Dương, chị có chia sẻ thêm một số kỹ năng khác mà nhà lãnh đạo cần có để quý khán giả lắng nghe và có thể trau dồi thêm được không chị Dương ạ? Cảm ơn Sơn rất là nhiều về cái câu hỏi này rất là hay. Chắc là trước khi mà để Dương chia sẻ lại cái câu hỏi của Sơn ấy, thì Dương nghĩ rằng là chúng ta cùng nhìn lại về một cái hành trình của chúng ta, đúng không ạ? Thì các bạn cũng đều biết rằng là chúng ta toàn cầu của chúng ta đều trải qua một cái giai đoạn rất là căng thẳng khi mà Covid, đúng không ạ, dịch bệnh ập tới, và chúng ta đều, tất cả mọi người đều gặp nằm trong một cái trạng thái rằng là lúc nào chúng ta cũng nơm nớp và lo lắng về cái câu chuyện dịch bệnh. Thế thì giai đoạn vừa qua là một cái giai đoạn thực sự là giúp cho tất cả mọi con người, từ mỗi một cá nhân cho đến mỗi một doanh nghiệp, đều cần phải nhìn lại tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua, nhìn lại tất cả những gì mà chúng ta đã và đang có. Thế thì cái câu chuyện mà Dương vừa chia sẻ nó sẽ liên quan gì đến câu chuyện về lãnh đạo? Vâng, thưa các anh chị và các quý khán giả, cái câu chuyện này nó thực sự liên quan đến câu chuyện về lãnh đạo. Nếu như trước khi mà có dịch bệnh diễn ra thì có thể câu chuyện về lãnh đạo là một cái câu chuyện về dẫn dắt đội ngũ, câu chuyện về làm sao mà có định hướng rõ ràng, và câu chuyện làm sao mà đưa tất cả đội ngũ của chúng ta đến với mục tiêu. Thì sau câu chuyện về dịch bệnh, sau câu chuyện về Covid, thì một trong những mục tiêu mới của người lãnh đạo đã được xuất hiện, đó chính là làm sao để có thể xây dựng được môi trường làm việc thực sự hạnh phúc. Lý do vì sao câu chuyện môi trường làm việc hạnh phúc lại vô cùng quan trọng như vậy, và từ câu chuyện môi trường làm việc hạnh phúc thì dẫn tới rằng là một cái vai trò mới của người lãnh đạo, đó là trở thành một người lãnh đạo hòa nhập. Đây cũng là một tên của một quyển sách mới được phát hành ở tại Việt Nam, do bên tổ chức của Pay vừa diễn ra và dịch. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn có thời gian có thể nghiên cứu thêm để là hiểu rõ hơn về cái khái niệm mới này, đúng không ạ? Thế thì Dương có thể đúc kết một chút xíu là lãnh đạo hòa nhập ở đây là như thế nào ạ? Là người lãnh đạo họ biết nhận biết kết hợp các nguồn lực đa dạng với nhau ạ. Có thể trước đây chúng ta nhìn thấy câu chuyện nhân viên thì ok ai cũng được làm việc, nhưng nếu như chúng ta biết tận dụng cả các cái nguồn lực một cách đa dạng với các nhóm nhân sự khác nhau, và chúng ta có thể là tạo ra được một môi trường làm việc hòa hợp, tức là mọi người có cái cơ hội được nói, được đóng góp cái năng lực của họ, được đóng góp những cái ý kiến của họ, và giúp cho họ có thể được trưởng thành, được thành công ở trong một cái tổ chức đó, và có những chính sách nhân sự giúp cho họ có thể balance được cuộc sống. Ví dụ như ở tại mà Property Guru của chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi có những cái chính sách về giờ làm việc linh hoạt, đúng không ạ? Chúng tôi có những cái chính sách để giúp cho người nhân viên có thể cân bằng giữa công việc và gia đình bằng những cái ngày nghỉ để dành riêng cho cha mẹ chẳng hạn, để phục chăm sóc cha mẹ, dành thời gian cho con cái. Và chúng tôi cũng có những cái chương trình thiện nguyện, có những ngày nghỉ để làm những cái điều đó, để giúp cho việc ngoài bên cạnh cái điều này có nghĩa rằng là các tổ chức bắt đầu đã quan tâm đến người lao động, không chỉ ở câu chuyện rằng là gì ạ, về mặt công việc, về mặt cá nhân, mà họ quan tâm nhiều hơn đến những mối quan hệ, hoặc là đến cái việc họ người lao động sinh sống trong một cộng đồng là như thế nào. Thế thì tất cả những cái điều đó để giúp cho người lao động gì ạ, trở nên hạnh phúc hơn, và gì ạ, khi người nhân viên họ trở nên hạnh phúc hơn thì khách hàng chính của doanh nghiệp cũng sẽ được hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Bởi vì khi họ hạnh phúc, họ sẽ phục vụ khách hàng hạnh phúc, và đó sẽ là tạo ra được một cộng đồng hạnh phúc. Và từ đó nhìn lại doanh nghiệp đã trở thành một cái gì ạ, một tổ chức thực sự phát triển bền vững. Thì đây chính là một trong những yếu tố để tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh của từng tổ chức, và điều này thực sự nói thật với cả các anh chị là nó rất khó để có thể sao chép được. Với những tổ chức nào mà có thể làm được điều này thì chắc chắn rằng là những người lãnh đạo ở đấy là những người lãnh đạo đã tạo ra được những cái lợi thế cạnh tranh riêng cho từng tổ chức của họ. Thì đây là một cái trend mới của thị trường, của thế giới. Thì rất là may là ngày hôm nay Dương có cơ hội để được chia sẻ với cả mọi người.
Dạ vâng, em cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu của chị Dương ạ. Và em cũng muốn lắng nghe thêm cái những cái chia sẻ cũng như là những cái nhận định từ chị Thương. Vâng ạ, tôi thì tôi cũng rất là may mắn khi cũng đang là một thành viên của PGVN. Và tôi cũng rất là hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của chị Dương. Khi mà ở PGVN thì công ty cũng luôn luôn có một cái phương châm là đặt con người ở vị trí trung tâm. Và những cái từ như mà chị Dương vừa nhắc đến, như là hạnh phúc, như là cân bằng, như là trưởng thành, thì đó là những cái mà chúng tôi vẫn luôn luôn hướng đến mỗi ngày để làm sao đảm bảo mang lại được cho tất cả các thành viên trong đội nhóm của mình. Thì về phía tôi là một cái người đã trưởng thành và phát triển từ thực tế của công việc, thì hàng ngày tôi cũng cần phải học hỏi. Bản thân tôi hiện giờ cũng vẫn đang học hỏi và trau dồi thêm những cái kỹ năng cần thiết. Trong đây thì tôi cũng nhắc đến là cả những cái kỹ năng cứng cũng như là kỹ năng mềm. Thì để quay trở lại với câu chuyện của người lãnh đạo đó, thì sẽ có những kỹ năng cứng thực sự là cần thiết, như là những cái kỹ năng để thu thập, phân tích, đánh giá, từ đó đưa ra được hoạch định về chiến lược cũng như là tạo ra được tầm nhìn cho đội nhóm của mình. Nhiều khi tầm nhìn là chúng ta cứ nghĩ là nó sẽ phải rất là lớn cho cả một công ty, nhưng mà cũng không hoàn toàn là như thế đâu. Nhiều khi là mình hoàn toàn có thể xây dựng được tầm nhìn cho những cái đội nhóm của mình đó, để làm sao cho tất cả mọi người thấy được cái hướng đi của nhóm của mình, làm sao cho mọi người thấy được cái lý tưởng và cái ý nghĩa tồn tại của cái tổ chức của mình, thì cái việc đó cũng rất là quan trọng. Cái kỹ năng cứng nữa mà chúng ta cũng sẽ thực sự rất là cần là cái kỹ năng xây dựng và triển khai những kế hoạch hành động trong việc mà chúng ta thực hiện các mục tiêu của mình trên cái con đường mà mình thực hiện cái tầm nhìn đó. Cũng khá là nhiều những kỹ năng cứng khác nữa đó. Và những cái kỹ năng mềm thì chúng ta cũng cần phải trang bị cho bản thân mình, chẳng hạn như là kỹ năng quản lý cảm xúc này, kỹ năng tạo động lực này, kỹ năng chia sẻ, thuyết trình, truyền cảm hứng này, kỹ năng đào tạo huấn luyện, rồi kỹ năng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực để cho cái nguồn nhân lực của mình vẫn trở nên trưởng thành hơn. Thì cái điều này là vừa rồi chị Dương chị cũng có nhắc đến rồi. Thì đối với mỗi một cái tổ chức và đội ngũ khác nhau và những cái mức độ đòi hỏi khác nhau ở những cái vị trí công việc khác nhau ấy, thì các kỹ năng cần thiết đương nhiên là sẽ khác nhau rồi. Nhưng mà nhìn chung thì sẽ không thể thiếu nhất chính là những cái kỹ năng mà giúp cho chúng ta tương tác, gắn kết và làm sao làm việc hiệu quả hơn giữa con người với con người. Thì tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa là mọi kỹ năng cũng đều làm sao đó để hướng đến con người, giải quyết các vấn đề dành cho con người và đặt con người ở vị trí trung tâm. Cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi của chị Dương và chị Thương. Xuân tin rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các nhà môi giới hiểu rõ hơn về các tiêu chí cũng như là kỹ năng cần trau dồi để từng bước tiến tới vị trí lãnh đạo thành công. Và ở câu hỏi cuối cùng này, Xuân muốn hỏi thêm một chút. Đó là khi chúng ta đã rõ ràng được các yếu tố và các kỹ năng cần có của một lãnh đạo, thì làm thế nào để các nhà môi giới có thể trau dồi và rèn luyện chúng ạ? Câu hỏi này em xin mời ý kiến chia sẻ từ chị Thương ạ. Tôi muốn chia sẻ một cái câu nói, cũng có thể nói là một câu nói rất là tiêu biểu, đã được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Câu nói này xuất hiện ở trong tác phẩm Faust của đại thi hào, triết học gia nổi tiếng người Đức Goethe. Câu nói đó là mọi lý thuyết đều là màu sáng, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi. Đối với tôi ấy, thì cái việc quan sát, học hỏi, rút kinh nghiệm từ chính thực tiễn công việc, từ thành công thất bại của bản thân, từ thành công thất bại của đồng nghiệp, của đồng đội, của đối tác của mình, hoặc thậm chí là của đối thủ cạnh tranh của mình nữa, thì sẽ là một trong những cái phương pháp thực sự rất là hiệu quả và sẽ có tính ứng dụng cao nhất. Tiếp theo nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi thêm từ tinh hoa của nhân loại ấy, đã được đúc kết thông qua sách vở, thông qua chúng ta tham gia các khóa học. Hiện giờ thì rất là tiện vì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia các khóa học online nếu như không có thời gian tham gia các cái buổi offline. Đó, các cái nội dung chúng ta có thể học rất là nhiều về quản lý, lãnh đạo, vân vân. Và nhân tiện thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm là vừa rồi bấtđộngsản.com.vn cũng có ra mắt ebook số 20 có tiêu đề là 7 nguyên tắc tài hoa trong lĩnh vực bất động sản. Thì nếu như các anh chị em môi giới của chúng ta quan tâm thì xin mời là có thể liên hệ với chúng tôi để sẽ có thể có cái tài liệu này để chúng ta tham khảo. Ngoài với những cái kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết, thì cái việc mà chúng ta tích lũy kiến thức như là có thêm những cái hiểu biết thực sự là sâu và rộng cho ngành nghề của mình thì rất là quan trọng với các nhà lãnh đạo hiện nay. Bởi vì chỉ có hiểu biết và nắm chắc về ngành nghề của mình thì mình mới có thể đưa ra được những cái chiến lược, đưa ra được tầm nhìn đúng đắn, đảm bảo cho cái thành công của tổ chức, cũng như là tạo cái niềm tin để cho tất cả thành viên trong tổ chức có thể đi theo mình
Và để làm giàu thêm những cái kiến thức này ấy, thì trước hết thì tôi nghĩ là một trong những điều rất là cần thiết thì các nhà lãnh đạo sẽ thực sự cần phải hiểu biết thật kỹ về pháp lý, sẽ phải cập nhật liên tục những cái chính sách quy định liên quan đến ngành nghề bất động sản của mình. Ngoài ra thì có một cái cách khá là hay để chúng ta có thể tích lũy thông tin kiến thức là bằng cách học hỏi từ chính các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Đó, thì giúp cho chúng ta có thể có những góc nhìn khác, hay là giúp chúng ta có thêm kiến thức, hoặc là mở mang thêm cái tầm nhìn của mình, giúp mình có thể đưa ra những cái định hướng chiến lược mà nó đúng đắn hơn cho những cái đội ngũ của mình. Và có thể nói là tôi rất là tự hào vì là bấtđộngsản.com.vn của chúng tôi là đơn vị sở hữu dữ liệu lớn cho thị trường Việt Nam. Và chúng tôi cũng định kỳ cung cấp các cái bản báo cáo rất là khách quan và những cái tiêu điểm hàng tháng cho thị trường bất động sản, hay là tổ chức báo cáo thị trường hàng quý này, rồi công bố báo cáo tâm lý người dùng bất động sản nửa năm một lần này. Và mỗi một năm chúng tôi lại tổ chức hội nghị bất động sản Việt Nam, gọi là VRES đấy ạ. Thì nhân đây chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cái sự quan tâm, sự hưởng ứng và cái sự động viên từ tất cả các anh chị em lãnh đạo, các chị em quản lý, các anh chị em môi giới ở trong ngành bất động sản Việt Nam của chúng ta. Thì có thể nói đây là một cái động lực rất là lớn để cho chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện các sản phẩm, các dự án ngày càng chất lượng hơn nữa để dành cho thị trường ạ. Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ cực kỳ hữu ích của chị Dương và chị Thương. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua khoảng 40 phút vừa rồi, chúng ta đã cùng hai chị tìm hiểu hết toàn bộ những khái niệm, tiêu chí và cách thức để trở thành một lãnh đạo giỏi trong ngành bất động sản. Hy vọng rằng những kiến thức mà chương trình cung cấp sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến thành công hơn. Nhân đây, xin cảm ơn hai chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay và đã cung cấp rất nhiều nội dung bổ ích. Xin chúc cho chị Dương và chị Thương luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Cảm ơn chị Xuân, cảm ơn Thùy Dương và cảm ơn các quý vị khán giả đã lắng nghe podcast bản tin 30 ngày chuyển động của bất động sản. Chúng tôi hy vọng là những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ sẽ hữu ích với các anh chị trong quá trình mà chúng ta tiếp tục làm nghề bất động sản, và chúc cho các quý anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường bất động sản chuyên nghiệp của mình. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Xuân, cảm ơn chị Thương và tất cả các thính giả xem chương trình. Hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của Dương và chị Thương thì có thể là phần nào đó hỗ trợ được các bạn trong con đường phát triển sự nghiệp sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe chương trình. Xin hẹn gặp lại vào các số tiếp theo của Podcast Bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại.